Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại xã Khánh Hiệp thuộc huyện Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa. Thì hôm nay thì Nhân lân la ở cái xã Khánh Hiệp này là một trong những xã miền núi rất là xa của tỉnh Khánh Hòa. Thì ở trên đây là đa phần là người đồng bào Rắc Lây. Thì hôm nay Nhân đến xã thì Nhân có hỏi thăm những người xung quanh ở đây á, thì được biết là ở trong cái khuôn viên này á, thì có rất là nhiều những cái trường hợp đặc biệt khó khăn. Vì thế mà hôm nay Nhân đến Nhân thăm, Nhân để giúp những cái hoàn cảnh khó khăn đó mọi người. Thì bây giờ để biết những hoàn cảnh đó như thế nào, mời tất cả mọi người hãy đồng hành clip này cùng với Nhân nhé. Theo như lời của một cái cô người kinh sống ở gần đây á, thì cô chỉ một cái căn nhà. Thì căn nhà của hai cụ già sống với nhau mà nghe nói là cũng rất là khó khăn. Ủa nhà nào ta? Không lẽ là nhà này, nhà ván này đúng không ta? Hồi nãy cô ấy bảo tên gì quên rồi, không nhớ tên à. Thôi cứ vô đại đi xem thế như nào. Mọi người xem nè, nhà là bằng ván mà cái ván này chắc cũng rất là lâu rồi đó. Mọi người thấy nó giãn, nó nở, nó cong, nó siêu vẹo. Dạ con chào ông. Con chào ông. Con chào ông. Đâu ạ? Con ghé con thăm ông. Dạ. Con ghé con thăm ông á. Con ghé à? Con ghé con thăm ông. Ông. Con ghé nhà con thăm ông. À. Cho con lên con ngồi chơi với ông nghe. Dạ. Trời ơi, cái cửa nhà. Có khi nào nó sập không ông? Dạ. Có khi nào nó sập không? Không có. Dạ. Để cái cửa ra đỡ được không ông? Dạ. À. Cửa nhà ông xịn dữ ta. Xịn nhất ngay trên đời nữa. Xịn nhất trên đời luôn hả? Vậy là nhà biết không? Con biết cho ông bà đây nè. Ông đang làm cái gì đó? Ôi đấy, hồi trước. Ông đang làm cái gì đó? Chị củi. Chị củi ông làm gì? Nấu cơm. Nấu cơm hả? À. Trưa nay cho con ăn cơm nha ông nghe. Ăn chứ. Dạ. Ăn thì ăn. Ăn thì ăn à? Đưa con chế phụ cho này. Đưa con chế củi phụ cho. Tội. Dạ. Tội đó. Tội hả? Ừ. Con thanh niên bự thế này mà. Thanh niên to khỏe thế này mà ông lo cái gì? Đưa con chế thử coi. Đưa con chế thử coi. Trời ơi, ông lo cái gì? Chế củi thì việc đơn giản. Này này. Cái này đúng không? Đấy. Trời ơi. Úi dạ. Chuẩn luôn á. Thôi ông để đi, ông cháu mình tâm sự một tí rồi lát nữa nấu cơm ăn. À. Qua đây không? Qua nhà kia. Dạ. Qua nhà kia. Con thấy ngồi bên này cũng được á. Mệt quá. Thì thấy ở chỗ trời. Thôi thôi. Ôi. Nhà kia người ta có gì cũng như thế này thôi. Nhà tên dân lắm. Dạ. Ủa. Đi ông ơi. Qua bên đây phải không? Đây. À, theo như lời ông thì đây là nhà chính của ông. Còn đây là nhà phụ, là tính ra ông giàu dữ ta. Nhà đây nhà thập đỏ này. Nhà thập đỏ là sao ông? Nhà trên quê nhà bình đó, nhà chú Phật Bảo ấy. À, hội chữ thập đỏ làm cho ông hả? À. Làm nhà đẹp thế. Ồ, cái cửa của ông rồi rồi trời. Cửa đặc biệt không á. Cửa này á thì nếu mà thiếu điều, nếu mà mùa mưa mà không có củi chùm chắc ông lấy luôn cửa ông đi chùm củi. Trời ơi, nhà ông đây à? Dạ. Cây bền hết rồi. Dạ. Nhà ông xây được bao nhiêu năm rồi? Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả? Nhà sắp đó rồi. Chống lục bão. Nhà đây là nhà chống lục với bão. À. À đúng rồi, hèn gì nè, làm những cái khung sắt nè. Sắt đó. Chứ nó còn mấy mấy, không bao giờ hư cái cục này. Rồi bè đâu ông? Bè đi xuống nước không? Dạ. Đi xuống nước. Xuống nước là ở đâu ta? Ở dưới này. Nãy gặp không? Dưới đường cái, dưới nhà. Hồi nãy bà đi bộ phải không? Bà Dũng.
Bạn đi bộ bằng gùi mà. À, hồi nãy mình đi lên mình thấy bà có một bà mà mang gùi. À, đó. À, bà đi đâu ạ? À? Đi múc nước. À, bà đi múc nước về dùng hả? À? Ừ. Chứ ở mình không có nước sạch không? Có chứ, xuống đó. À, bà xuống á, biết bà xuống. Dạ không, có nghĩa là còn một cái làng sẽ có một cái chỗ chứa nước sạch. À. Và người dân sẽ đến đó lấy nước sạch để dùng. Ông ở trong này hơi tối không? Nóng quá, ông cháu mình đi ra ngoài cho mát đi, trong này nóng quá. Đi bà. Không cần đâu, đi ra ngoài cho mát đi. Xem cái căn biệt thự của ông thế này là được rồi. Trời ơi, ông bà về ở trong đấy hả? Đi nhà của con này. Dạ, nhà của con ông bên cạnh. Nhà nước xây cho hay sao ông? Chứ nhà nước xây. Rồi, ông mang cái đôi giày của mình luôn rồi. Ông thích không? Con tặng cho ông đôi giày. Thích đâu, tiền đâu. Ý là ông có thích không? Thích chứ, có tiền. Con tặng cho ông luôn. Thằng ấy biết sao khi mà ông bước xuống á, ông xỏ cái chân vô đôi giày của mình luôn. Đi ra cái nhà này, con khóa cái nhà này nè. Đi ra đây, con khóa nhất cái nhà này. Giờ một xíu nữa là đổ nha, con tặng cái đôi giày này cho ông, con lấy cái đôi dép của ông con về. Tùy. Con khóa cái góc này hơn đâu mà. Cái góc này, ông nấu ăn thế này phải không? Dạ. Ông bà đang chuẩn bị bữa trưa. Mình thì mình thích những cái góc đơn sơ như thế này. Ủa ông ơi, cái gì đây ông? Hả? Nấm. Hả? Nấm. Nấm gì đây? Nấm ở đất á. Ủa, nấm gì đây ta? Để mình coi nấm gì đây. Mình biết tiền. Cái nấm này tên gì ông? Tiền mình biết chứ. Tên gì? Tên là mập chó. Dạ? Nấm. Nấm tên gì ạ? Nấm là chó. Mình không phát âm được cái chữ đó luôn. Nấm mê to hả? Mình ở dưới đất á. Ý ông phát âm là cái chữ nấm này con nghe thử. Nghe này thì mình nó như dưới đất là mới một này coi như là nói tiếng Pi to là mình nấm này nó ở dưới đất. À, ý ông bảo là nói là nấm dưới đất rồi cho nó dễ chắc cái gì mình phát âm không được. Đây nè, ui cha, trưa ông bà ăn cái này hả? Cà. Cà. Dạ. Trời ơi, có rau lan nữa nè. Vô làm thứ mai vậy. Dạ. Mấy lần có làm chưa tay. Ông ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ông? Mình 80. 80 tuổi rồi hả? Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà 50. Ý là... Ông là 80 tuổi, à. Còn bà là sinh năm 1950. Khoái chắc có thế, mình có biết tiền chưa, bớ sách đâu. Như thế này. Ý là bà bao nhiêu tuổi ông nhớ không? 50. Ông 80 tuổi mà bà mới 50 à? Vậy là hồi đó ông dụ bà phải không? Cười. Ông có bao nhiêu người con không? Nhiều lắm. Nhiều lắm không? À. Nhiều là bao nhiêu? 8 đứa. Trời ơi, 8 người con. 8 người con luôn, trời ơi. Giờ được còn gái trai với Khánh Bình một đứa. À, đi sóng xe hết rồi, ở đây một người ở đây hả? À, đi bắt vợ đi, ở dưới đó, dưới dạ. Khánh Bình á. Dạ. Trời, hôm nay có cái duyên thăm ông bè, ông đeo gì đấy? Cái này, đeo bà. Cái này hình như là cái gì bạc phải không ta? Không phải. Bạc chứ gì nữa? Bạc này, con thấy người đồng bào hay đeo bạc này nè. Ừ. Ừ. Đeo này hình như là để trừ gió rồi gì phải không? Dạ. Anh xin lỗi, cháu tên gì? Con tên Nhân. 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 Tên là Nhân, người á, Nhân. À. Ông phải âm chữ Nhân con nghe thử. Nghe chứ. Nhân á. Cô gia đình chưa? Trời ơi, ông có con không? Còn con gái không? ông tên gì ông à? Cao Văn Thắng. Dạ? Cao Văn Thắng. Cao Văn... Thắng. Thắng. À. À, ông tên là Cao Văn Thống. Họ Cao là hình như là đồng bào rất lây phải không ta? À, rất lây. À, bà lấy nước lâu với ta, bà về chưa khỏi thăm bà xíu ta? Bà cũng đứt tay. Hả? Bà nặng tay, bà không nghe. Nặng tay hả? Nói lớn rồi biết, nghe. Dạ. Hôm nay con lên đây con đi mua đất. Ông có bán đất không? Mình không có đất. Nhà có bán không? Thế? Có bán nhà không? Ông có bán không? Con mua. Con mua cái nhà sau này thôi. Còn cái nhà trước ông bà ở, nhà sau này con mua thôi, mua nhà này nè. Thiệt mà. Có bán không? Hồi nãy con hỏi thăm người ta nói là ông muốn bán cái nhà phía sau này.
Làm gì? Thì bán lấy tiền chứ làm gì? Em chịu làm cái gì? Dạ? Ý là con mua làm gì hả? Dạ. Thì con mua con ở đây. Thật. Có bán không? Dân hay được chưa? Con nói tiền á. Bán cái nhà sau rồi thôi, con nhà trước ông với bà ở. Bán không? Không biết hả? Chờ bà về hỏi phải không? Hỏi kiếm bà. Ông ơi, con nói đùa cho ông vui á, thì hôm nay con ghé con có cái duyên con lên trên Khánh Hiệp á. Thì con hỏi thăm thì người ta chỉ nhà ông á là có hai ông bà già neo đơn ở với nhau. Thì con ghé con thăm ông. Trước á là thăm ông, còn sau á thì con tặng cho ông bà một ít tiền để ông bà mua gạo với đồ ăn nha. Ông có hiểu mình nói không trời? Cháu này tên gì? Dạ tên là Hiếu. Hiếu. Dạ. Ông còn đứa con gái nào không? Không. Hết rồi hả? Cả cuối rồi. Nhân xin phép là Nhân sẽ trích cái tiền của chị, tiền quý từ tiền của chị Ly á, tiền quý là quý miền núi này. Tặng cho ông bà. Con tặng ông bà 2 triệu nha. Dạ. 2 triệu. Bán 1 triệu, uống 1 triệu. Dạ. Bán 1 triệu, uống 1 triệu không? Bán 1 triệu là sao ta? Lên 1 triệu không? 2 triệu. 2 triệu đây. Ông đếm thử coi. Đúng rồi, mà ba 1 triệu, uống 1 triệu. Thì ông muốn cho bà bao nhiêu ông cho? Đó. À, ghê ta. Vậy là cho tiền mà cũng phải cư đôi nữa. Ý là cư đôi hả? Trời ơi. Thì thôi ông đưa bà hết cũng được. Có không? Có đưa hết không? Được rồi. Hả? Được rồi, cái này là quá ân, cảm ơn rồi. Ừ. Thì ông muốn, ông lát nữa ông cho bà một nửa đi. Cho chứ. Ừ. Còn cái nhà phía sau này có bán thì bán nhà con nha. Sao? Có bán không? Có cầm một đống tiền nữa kìa. Thiệt. Mà làm gì? Thì con ở lên đây, con ở mà. Con ở trên này nè. Mình mới siêu lại được. Ở trên này dùng. Không, thì con mắc võng con ngủ ở đây được mà. Ông có bán không? Nhanh để quyết định này con đi nè. Ông có bán chỗ này không? Thôi, khi nào ông quyết định ông bán á thì ông gọi điện cho con sau nha. Bây giờ con xin phép là con đi thăm một số hộ gia đình khác ở gần đây nữa. Dạ, con chúc ông bà sức khỏe nha. Dạ, con chào ông nha. Cảm ơn nha. Dạ, con đi đấy nha. Ông cứ nấu cơm này. Con đi đã. Và bây giờ hoàn cảnh tiếp theo mà Nhân sẽ đến thăm sau khi được một người ở cái địa phương này giới thiệu, đó là gia đình của cái cô Mai á, thì nghe nói cũng đặc biệt khó khăn. Anh ơi. Ủa? Em hỏi thăm tí anh. Vâng. Anh biết nhà cô Mai ở đâu không? Cô Mai à? Cô Mai có người chồng bị bệnh á. Cô Mai bên kia kìa. Cháu à, bên này nè. Đâu ạ? À? Cháu à. Bên này à? À. Vâng. Hai anh gần bên nước, gần giếng nước á. À vậy hả? Cảm ơn anh nha. Vâng. Hai anh đang nhậu à? Nhậu với cái mồi gì đó? Đó, mồi đại khe. Hả? Đại khe, quăng mắt chưa? Ui trời. Ủa, xin anh một ít. Đâu có tiền đâu. Em không hút thuốc. Em đâu hút thuốc đâu. Rồi. Cảm ơn anh nha. Hai anh mới sáng sớm là uống rượu với lại khế. Cây khế trước nhà anh hái tận dụng luôn rồi. Dạ, bye bye anh. Hỏi em mua không? Thì nhờ là anh chỉ thì chỗ này nè. Có một số người ở trên miền núi, đồng bào thì họ hay nhậu lắm mọi người. Không phải là ai cũng thế, nhưng mà có một số ít đó, nhậu rất là giống như kiểu uống rượu cử, nhậu từ sáng sớm rồi. Hình như là chỉ cái nhà này nè. Nhà này. Ui, ai ngồi mở nhạc rồi ghê. Trời ơi. À, cô hỏi thăm nhà cô Mai đâu ạ? À? Nhà này á? Dạ, con cảm ơn cô. Ủa, cây này cây gì ta? Giống như cây ổ mè á. Con chào cô. Im lặng, trời ơi, sủa to thế. Cô có phải là cô Mai không? Phải. À dạ.
Con nghe một số người ở đây á nói về hoàn cảnh của cô cũng khó khăn. Dạ hôm nay con tới con thăm nhà. Ủa nhà cô là nhà này với nhà này luôn. Dạ. Nhà này là hồi xưa đúng không? Còn nhà này là nhà nước mới xây. Dạ cho con gắn cái này phỏng vấn cô một tí nha. Đi cô, dắt con vô nhà con tham quan nhà không cô? À, dạ. Hồi xưa là cô với chú ở bên đây hả cô? Dạ. Rồi cái nền đất như thế này luôn. Trời ơi. Cho con đi thăm nhà cô một xíu. Đi. Ở trên đây là cô sử dụng nước là nước gì? Nước giếng nè. À, cô đào giếng nó cô sử dụng luôn. Chú đâu cô? Chú ở nhà đó, đi vô nhà. Dạ dạ dạ. Đi vào thăm chú một tí. Chú. Dạ con chào chú. À. Ủa, mắt của chú mờ hết rồi. Mắt bị mờ hả cô? Không thấy nữa. À. Cô ơi ngồi đây cô qua đây. Cháu nhà hai. Dạ. Chắc chú không biết con đâu. À, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 40. 40, chú? À, tôi 60. Chú năm mấy? À, 60. 62, 63, 64. 63. 63. Cô 40. Giờ lớn hơn cô là 20 mấy tuổi. Hồi nãy thì gặp... Sinh năm 19. Dạ. Nói gặp cụ ông Thống thì ông cũng là 80 mà vợ của ông thì cũng mới có 50. À, cái tỷ lệ chênh lệch ở đây nhiều quá đúng không cô? Dạ. Con thấy gần như là nhiều á, chênh lệch chồng với vợ rất là nhiều. Như thế là như ông Thống hả? Dạ. Thế là do ta là khi khai tích này bị theo tin này, dân tộc tin này là tính rễ hồi xưa. Dạ. Mới cái rễ tức là một năm, dạ. Rễ là hai năm. Dạ. Làm hồi chiến tranh á. À, tính như thế là có khi là chính xác, có khi không có chính xác. Dạ. Có khi là bố thì sống, bà thì sống. Ủa cô ơi, à, chú là chú tên gì? Cao Đức Hoàng. Cao Đức Hoàng. Chú Hoàng à? À. Cao là người đồng bào Đắk Lây mình phải không ta? Đắk Lây á. Chú bị bệnh như thế này lâu chưa cô? Bệnh lâu. Lâu. Bị mờ mắt hả? Không, bệnh từ xưa giờ luôn á, tiểu đường, tiểu đồ, mù mắt rồi đó. Bị lâu rồi. 2, 3, 4, 5, 5 năm rồi. Dạ. Khi mà bị xong cái thời gian đầu là mắt nó bình thường nhưng mà từ từ nó yếu. Trời trời quá trời nó 10 lần. Dạ. Vậy thì cô chú có được bao nhiêu người con? Con hả? Dạ. 5 đứa. 5 người con. Chắc cũng có chồng có vợ hết rồi. Có. Còn 2 đứa nhà. À còn hai nữa. Còn hai người con nhỏ nữa. Đang đi học. Trời. Cái này nhà nước xây cho cô lâu chưa? 2003. Mà sao xây nhà mà không tặng cho cái cửa mà sao xây nhà để trống thế? Gì đó ai biết đâu. Có người thì có cửa, có người không có cửa. Ủa sao kỳ vậy ta? Dạ. Ta thấy có một số nhà thì xây là có cái cửa mà không biết là cửa đó là của nhà tự làm hay là nhà nước làm, nhưng mà con thấy nhà cô thì xây nhà lên lại không thấy cửa đâu hết. Cô là tự làm cái cửa bằng tre này. Có người thì có cửa. Dạ. À, có độc có cửa, có độc không có cửa. Độc chú này là không có cửa. Dạ. Độc chú này còn cái thôn này là ba cái nhà. Dạ. À, có cửa. Nhưng mà có nhà người ta là coi như người ta bổ sung ra làm. Cái công việc chính của cô với chú xưa giờ là làm gì? Làm rẫy nương á. Bây giờ cô còn làm rẫy không? Làm còn làm rẫy. Làm vẫn làm người trồng keo, trồng đồ. Dạ, đi trồng cho người ta phải không cô? Đi trồng lúc kia người ta kêu làm thì mình làm. Dạ. À. Còn ở nhà cũng rất nhiều. Vậy là cái khuôn viên đất của nhà cô chú là ở gì đây thôi? Ở đây. Dạ. Chứ rẫy thì cũng không có luôn. Trồng keo rất không trồng keo lâu. Dạ. Ở sau ba nhà. Năm người con mà lấy chồng lấy vợ hết ba rồi còn hai người nhỏ nữa. Ui, trên đây con thấy là hình như là đi theo chồng thì đi theo vợ rồi. Hình như là gần như là trên Khánh Hiệp mình đây là mỗi nhà ít nhất là cũng phải 4-5 người con á. Có người coi nhà 8-9. Trời ơi. Có người 7-8. Có người 8-9 người con nữa. Ở cái chỗ mình đây là ai 8-9 người con đâu, chỉ con coi thử. Ở đây hả? Ừ. Ở đây là trước nay là cái đó là nhà ông Miên, ở thành Miên biết không? Dạ không. Cuối làng. À, cuối làng. À, đi lên cuối làng. Bên này lớn rồi, chỉ còn một đứa đang học.
Vậy là trên này ít nhất là cũng phải là bốn người, đĩa bốn người, chắc là ít nhất á, còn nhiều là lên 9 đến 10. 8, 9, 10, 5. Dạ, như cô chú là 5. Sau khi coi là, sau khi năm 2000 là có kế hoạch rồi đó, là có người đó, nó có là, cái con người 2, con người coi như là 3 hay đất. Dạ. Để tao khổ, tao coi như là tao vận động kế hoạch khóa gia đình. Chú bị bệnh như thế này, bây giờ chú có dùng thuốc men gì không? Chú à? Ừ. Nó có thuốc men đâu. Cứ để như vậy luôn. À. Sao mình bệnh mà mình không có dùng thuốc đi? Bệnh cái thuốc là uống là mình sao mất. Đi mua mà uống? Đi mua thuốc uống vô chứ. Trạm có. À. Uống không có cái gì hết. À, có nghĩa là đi xuống trạm xin thuốc. Ừ, xin trạm. Chứ hồi giờ cô chú có bao giờ mà chú cô chú đi bệnh viện chưa? Đi chứ. Rồi bác sĩ họ có cái phác đồ điều trị như thế nào? Đâu có điều trị mắt đâu. À, rồi chú có uống thuốc tiểu đường không? Không có. Ủa? Không có thuốc. Chỉ cầm xa, qua cầm xa thì thuốc sốt này, thuốc cảm, đau đầu. Có khi là thuốc là tiêu chảy, ví dụ đó. Ủa? Nhưng mà chú bị tiểu đường mà. Không có thuốc gì khác vậy. Chú bị bệnh nhiều lắm. Bao tử. Bao tử nữa. Ăn coi như là không được. Phải cấm, cái dẻo ăn không được. Cũng cấm ăn không được. Dạ. Cũng thiêu hay là cái gì có ăn không được, tính chua ăn không được. Tính ra thấy chú vậy nhưng mà trong người nhiều bệnh vậy ta? Nhiều bệnh lắm. Dạ. Đau thận. Đau gì đâu. Trời. Rồi cái lúc thì nó đau lên cái này, lên tới đầu. Tê hết á. Tê hết. Dạ. Tê hết trong mình á. Ngay hiện tại này. Ừ. Mình coi như là mất trên này không có biết đau. À, giống như bị liệt luôn rồi. Tê luôn rồi. Đau quá, có nhiều khi là đau quá bị chùm lửa, bắt đầu hơi lửa. Dạ. À, hơi lửa. Là có khi bắt đầu nóng quá rồi bị phía sau rồi bắt đầu nó ra phía trước. Khi nó xuống coi như là tay chân. Dạ. Thôi cô chú ơi, cô ơi, con nói này, thì con có cái duyên con ghé ở trên cái xã Khánh Hiệp mà nó thì cũng hỏi thăm bên quanh thì được biết là nhà cô chú cũng khó khăn, đã khó khăn rồi nhưng mà nhà lại có người bệnh nữa, mà chú bệnh thì tùm lum bệnh luôn, thì con ghé thăm nhà con tặng cho cô chú tiền cô chú mua gạo rồi mua lương thực nha. Dạ. À, xin hỏi cháu ở bên nào? Cháu ở bên Việt Nam. Ý, ở đó bên nào là bên ngành gì đó hỏi thế. Không, con lao động tự do. Tự kiếm. Dạ. Cháu ở đâu, nhà đâu? Dạ, nhà con ở dưới Khánh Hòa, Duyên Khánh này nè. Cô cầm giùm con nha, con tặng cho cô 5 triệu. Thì số tiền này là con trích từ cái tiền của chị Ly á, chị ở nước ngoài á. Dạ. Cái quỹ từ thiện á. Thì con tặng cho cô chú để cô chú có thể là mua thuốc thang cho chú uống để đỡ tí. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ, thôi bây giờ con xin phép cô chú nghe, con chúc cô chú sức khỏe nha. Dạ dạ, thôi con đi về đó. Mình thấy ở trong cái con hẻm này nè thì có một cái căn nhà bằng ván, trong này có mấy đứa nhỏ, vậy thôi mình mua ít bim bim cho tụi nó ăn. nó nhái giọng mình nữa, ghê không, lì thật rồi chứ không phải là nhỏ à hả? Là tụi con còn nhỏ đó. À. Nè, chú cho bánh nè. Nè. Con ăn bánh này rồi. Nè, đó, chia nhau đi, còn ai nữa không? Dạ. Nè, cầm hết luôn, cầm hết luôn. Cầm hết vô nhà luôn nè. Nhưng mà chú nhiều chứ. Cho hết luôn nè, cầm đi, cầm hết luôn. Đây, con cầm. Con chào cô. Con thăm nhà cô tí được không? Dạ. Cái này hình như là làm bằng ván của cây dừa hả cô? Ừ. Phải cây dừa không? Không phải cây dừa, cây trong rừng á, cây đồ á. Trong rừng hả? Ừ.
Trời ơi, sẽ... lúc chó báo bữa đây này cô ơi cô nó ở nó nãy hết rồi thôi xong rồi có đụng vô nó rơi luôn rồi trời ơi sao cô không sửa lại đó, được được rồi được rồi dạ đâu có tiền đâu cô trời ơi tội nghiệp thầy cô. Dạ con chào chào bác. Chào gì? Bác đó, nhà mình là bằng ván mà nó muốn rớt hết rồi. Này bảo lua qua phát nó bay chứ. Chút kêu rớt hết cái ngói này rớt chết. Dạ. Nó một mình cô mà. Cô có mấy người con? Mấy đứa có chỗ, có vợ có con hết rồi. 7 người con hả? Ừ. Trời đất ơi. Y như là hồi nãy là con đi được 2 nhà ở trên đây mà gần như là nhà nào cũng từ 5 trở lên hết. Không có cái nhà nào mà dưới 5 người con hết, từ 5 trở lên, 5, 6, 7, 8, 9, có nhà chắc phải 10 luôn. Wow. Chuyện mình nhà cô đây, dạ? Phức tạp nhất. Sao mà phức tạp cô? Tính ra nhà cô thế này mùa hè là mát lắm nè. Cô... đúng không cô? Đúng không? Này. Mùa này mưa đâu có ở được đâu, giọt xuống là còn à. Mưa giọt hả cô? Vừa tạt là vừa giọt. Trời ơi. Thật ra nó đùa. Thật ra là nói đùa cho vui mọi người chứ còn không ai mong muốn ở cái cảnh nhà như thế này đâu. Mùa hè thì mát mà mùa đông thì rét. Đúng. Dạ. Còn mùa mưa thì giẫm nước. Giẫm nước. Dạ. Đúng. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô là sinh 64. Sinh năm 1964 à? Dạ. Hồi này năm. Cũng 50 mấy tuổi rồi. Ừ. Dạ. Chú đây là bác đây là chồng của cô. Ông ở nhà. À. Bỏ nhau lâu rồi mà. Ủa? Ông chạy qua đây ở lại, ông ở trong rừng trong núi hồi trước kia. Trời. Gió bão bữa nhà ông ở trên đó hơ rồi trên rẫy. Ông ở trên rẫy xong rồi ông xuống đây ông ở đây. Ủa? Mấy con cháu. À. Ông uống rượu cả ngày cả không ngần một phút một giờ nào. Vậy là cô với chú con út mấy làm nhà ở kìa. Cô với chú thì đã bỏ nhau nhưng mà vì cái nhà ở trên rừng của chú bị hư chạy xuống dưới đây ở lại chú về chú ở lại rồi cũng nó ở. Vậy là có một khoảng thời gian là chú lên rừng chú ở mình đó. Ở dưới hồi ông ngoại bà ngoại còn ông ngoại bà ngoại trước bảo rồi ông ngoại chết lúc đó thì ông cũng xuống đây ở. Dạ. À. Rồi ở ngăn rồi ở ngăn đây đây luôn tách biệt ra chú bên đó cô bên đây. Nói mà cô cứ cười không để mình tham quan cái nhà cô xíu nè, nhà cô mọi người xem nè. Cái này cô đang bằng tre hả cô? Tre á, nó muối ăn rồi á. Trời ơi. Có người làm đâu mà. Cô có tiền á, cô mướn người ta làm. Một hết rồi. Tiền đây. Trời. Rồi cái bình cổ này là cô đựng cái gì trong này? Nó để nấu rượu cần á. À, bình để nấu rượu cần hả? Ừ. Wow. Chưa nấu bình đẹp vậy ta. À vậy là cô hồi xưa là cô nấu rượu cần cô bán hay sao? Bán người mua thì bán thì mình tự mình uống cũng được người mua thì bán. Cô qua con hỏi thăm cô nè. Vậy là cô biết cách nấu rượu cần hả? Biết chứ. À vậy bữa nào chắc là con có dịp con quay lại rồi xem cách mà cô nấu rượu cần thử một lần nha. Ừ. Dạ. À nãy quên, nãy giờ nói chuyện với cô mà quên hỏi tên cô chứ cô tên gì cô? Ly. Cô Ly à? Dạ. Cô ơi, đi tham quan xuống đây tham quan nhà cô xíu nữa. Chú nằm nghỉ đi chú ơi. Chú cứ nằm nghỉ đi. Cô ơi, đây con nói với này nè cô. Họ mấy đứa nhỏ nó ăn bánh. Cô ngồi đây cô ơi. Ngồi đây nè. À, con ghé con thăm cô thì
Nói chung là có cái duyên ghé gặp cô, con tặng cho cô ít tiền. Dạ. Có gì đâu cô tặng con. Lên lên nhìn cảnh người đồng bào trên này khổ quá cô ơi. Cô cầm 1 triệu cô mua gạo mua đồ nghe. Dạ. Bữa nào con ghé con thăm, bữa nào con ghé lên lại á. Con ở dưới Duyên Khánh nè. Bữa nào con ghé lên lại thì xem cái cách mà cô nấu rượu cần, xem thử là như thế nào, công thức như thế nào. Dạ. Thôi con xin phép cô nghe, con chúc cô sức khỏe. À, hôm nào con ghé lại con thăm cô. Dạ con chào cô. Thì sáng giờ thì Nhân đi lên cái xã Khánh Hiệp này á, thì có duyên với lại ba hộ gia đình. Thì Nhân ghé và Nhân giúp đỡ một khoản kinh phí nhỏ thôi. Thì hôm nay thì Nhân đi thì Nhân mang theo là 28 triệu tiền quỹ miền núi của chị Ly. Thì cái đợt trước thì Nhân thật ra thì cái quỹ của chị Ly là có 30 triệu. Thì cái lần trước mà Nhân ghé thăm cái ngôi nhà ở trong đồi thì Nhân đã tặng cho gia đình đó 2 triệu rồi. Hôm nay Nhân mang theo 28 triệu. Nhưng mà sáng giờ chi cho ba hộ gia đình thì 8 triệu. Còn lại 20 triệu thì Nhân sẽ để dành cho những cái xã miền núi khác, tiếp tục ở những cái chuyến hành trình khác mọi người. Thì có lẽ clip này Nhân xin phép là Nhân sẽ kết thúc nha. Nếu mà xem video của Nhân mà cảm thấy thú vị thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.